Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV, mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Nếu không có gì thay đổi, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đại diện bóng đá Việt Nam tham gia giải đấu các câu lạc bộ Đông Nam Á, Cúp C1 Đông Nam Á trong thời gian tới. Trong những ngày qua, đại diện AFF do ông Zubi Osman, giám đốc điều hành giải bóng đá AFF làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc với hai đội Công an Hà Nội và Thanh Hóa Mục đích của chuyến thăm này là kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất để chuẩn bị cho giải cúp C1 Đông Nam Á khởi tranh vào cuối năm nay và kéo dài đến năm 2025. Trong lần đầu tiên trở lại, sau gần 20 năm, cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025 có tổng cộng 12 câu lạc bộ tham dự. AFF dành hai suất cho Việt Nam là câu lạc bộ vô địch V-League 2023 Công an Hà Nội và câu lạc bộ vô địch Cúp Quốc gia 2023 Thanh Hóa nếu chính thức được cấp quyền tham gia, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự một giải đấu cấp câu lạc bộ của Đông Nam Á. Trước đó, các câu lạc bộ Việt Nam tranh tài ở các giải cấp khu vực là Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Với câu lạc bộ Thanh Hóa, đây là lần đầu tiên câu lạc bộ này trở lại sân chơi quốc tế từ sau lần tham dự AFC Cup 2018. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất thầy công Viettel đã thanh lý ngoại binh Adriano chỉ sau hai trận cầu thủ này ra sân ở V-League. Lý do là bởi cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Adriano được đăng ký thi đấu từ đầu tháng 3 và đã ra sân hai trận ở V-League cho thầy công Viettel. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ người Brazil là khá tệ, khác hẳn đồng nghiệp Pedro, người đã tỏa sáng với hai bàn thắng ở hai trận gần nhất. Chỉ sau 11 phút ra sân và hai lần xuất hiện ở V-League, Adriano đã phải nhường chỗ cho cầu thủ Brazil khác là Hao Pedro, gương mặt được thể công Việt đăng ký ngay trước thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Ngoài tiền đạo Hao Pedro, thể công Việt còn đăng ký thêm hai gương mặt mới là Đinh Tuấn Tài và Nguyễn Hồng Phúc cho giai đoạn còn lại của V-League năm nay. Đây là những cầu thủ được thể công Việt gọi về sau khi cho các câu lạc bộ hạng nhất mượn ở giai đoạn 1 của mùa giải. Trong cuộc phỏng vấn, Joameni nói về Mbappe rằng cổ động viên Tây Ban Nha biết về Kylian nhưng khi theo dõi hàng ngày, họ mới có thể nhận ra sự vĩ đại của anh ấy. Khi đưa lên các phương tiện truyền thông, đoạn phỏng vấn đã lan đi như một sự xác nhận về việc Mbappe gia nhập Real Madrid. Sau đó, đoạn phỏng vấn đã được xóa ngay lập tức. Trước đó, khi được hỏi về vụ chuyển nhượng của Mbappe trên kênh Sky Sports, Joameni vẫn giữ kín, thành thật mà nói Lúc này tôi không bận tâm về điều đó, hãy chờ xem anh ấy sẽ làm gì. Hiện tại, anh ấy vẫn là cầu thủ của PSG. Chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Bản thân Mbappe cũng chưa muốn công bố tương lai, anh đã ấn định thời điểm tiết lộ câu lạc bộ mới là ngay trước Euro 2024, giải đấu diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Hiện tại, Mbappe chỉ còn hợp đồng với PSG đến hết mùa 2023-2024. Theo báo chí Pháp và Tây Ban Nha, tiền đạo 25 tuổi đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Real không phải trả chi phí chuyển nhượng, nhưng chấp nhận trả riêng 108 triệu đô la Mỹ cho Mbappe. Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc trong phiên tòa sáng 26 tháng 3 đã tuyên án tù trung thân đối với cựu chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên vì tội nhận hối lộ. Ông cũng bị tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Trước đó, vụ án của cựu quan chức đứng đầu Hiệp hội bóng đá Trung Quốc này đã được tòa án trên xét xử vào ngày 29 tháng Giêng. Theo cáo trạng tại tòa, từ năm 2010 đến năm 2023, ông Trần đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân liên quan trong việc ký kết hợp đồng dự án, đầu tư vận hành và tổ chức sự kiện, nhận hối lộ hơn 81 triệu nhân dân tệ, tức hơn 11 triệu đô la Mỹ. Phán quyết tại tòa nêu rõ, hành vi của cựu quan chức bóng đá này đã phá hoại nghiêm trọng trật tự cạnh tranh công bằng và môi trường sinh thái của ngành bóng đá gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền bóng đá nước nhà. Ngoài ra, việc ông ta tạo điều kiện cho những người muốn đề bạt chạy chức vào làng thể thao cũng được coi là các tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, ông Trần đã được tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt do thành thật khai báo, chủ động nhận tội, tố giác đúng sự thật hành vi sai phạm của các cá nhân khác, ăn năn hối cải và tích cực nộp lại tài sản bất hợp pháp. Được biết trong 13 năm, ông Trần Tuất Nguyên đã nhận hối lộ tổng cộng 217 lần. Trong lời phát biểu cuối cùng, ông đã cúi gặp người gần 10 giây, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Trung Quốc và xin được tha thứ. Cùng tuyên án ngày 26 tháng 3 với ông Trần còn có 4 người khác, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc Vu Hồng Thần, cựu Phó Tổng Thư ký Thường trực Trần Vĩnh Lượng và cựu Tổng Giám đốc Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc Đồng Tranh. Vụ án của ông Trần Tuất Nguyên nằm trong chuỗi bê bối gây chấn động làng bóng đá Trung Quốc. Hơn 10 nhân vật trong làng thể thao nước này liên đới vụ đại án đã bị bắt và truy tố. Trong đó nhân vật gây chú ý và thất vọng nhất phải kể đến Lý Thiết, cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.